Hello cả nhà, chào cả nhà, mình là Andy nè. Cảm ơn cả nhà trở lại cái kênh của mình. Bây giờ mình đi ăn tiệm sắm cả nhà ơi. Bữa nay là qua Noel rồi, đi ăn tiệm sắm MBC. Cả nhà đi đi ăn chung với mình nha. Đi với con của mình. Giờ chào cả nhà nha. Đây là một cái ở thành phố, đây là Monterey Park cả nhà ơi, thành phố Monterey Park. Ở trong cái thành phố Monterey Park này là người tàu nhiều nhất. Đây nè cả nhà, thành phố Monterey Park ở đây nó rất là to, rất là rộng đó. Thành phố chỗ đó là Atlantic, ở đây đó có bánh mì Việt Nam nữa đó. Ở đây có tập thể thao nè cả nhà, LA Fitness. Cái parking nó rất là rộng đó. Mình đi đang đi vô, đang đi bộ vô. Đây là tập thể thao nè cả nhà đó. Nhà hàng MBC này rất là 4.4 nha cả nhà. Ở Monterey Park nha, Monterey Park á là 4.4 ngôi sao á. Thì ở đây người tàu nó rất là ăn nhiều. Mình ăn có đây cũng mấy lần rồi. Đó, nhà hàng MBC này cả nhà. Tiệm sắm nè, đó, bác đang đi bộ vô đó. Đó, nhà hàng này rất là ngon. Ăn tiệm sắm cả nhà ơi, nó kêu bằng seafood á, MBC seafood ở trên đó cả nhà. Rất ở đây là tức là người tàu nhiều nha. Đó. MBC. Ở đây nè cả nhà. Ở đây người ta xếp hàng nè cả nhà. Rồi ơi, nó rất là xếp hàng rất là đông. Đông nghẹt luôn. Đó. Rồi cả nhà ơi, đang chờ cả nhà ơi, chờ cỡ có tiếng đồng hồ cả nhà, mình đang chờ nha, rất là đông ở đây, đông lắm. Đi vô, đi vô cả nhà, đi vô, đi vô, đi vô. Rất là đông. Wow, cả nhà ơi, cái này cay lãnh nè cả nhà, cải lạng nè. À, cả nhà mình ăn tiệm sắm nha, cả nhà ăn chung với mình nha. Chào cả nhà nha cả nhà. Ok. Thôi thì. Giòn giòn nè cả nhà ơi, bánh giòn nè, ở trong này có thịt heo nè cả nhà, đó thịt heo nè, rất là ngon nha. Cái này nè cả nhà. Cái này là có tôm ở trong này nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Đi đi đi. Mời cả nhà nha, rất là ngon cả nhà, rất là ngon, rất là ngon. À,
trong có thịt heo bầm đó cả nhà, mời cả nhà nha. Mày dậu à? Con dậu á. Lại con này con. Sắp làm thật. Mà mấy cái à? Đi chết con cái lùng. Xin chúc kiếm á. Xin chúc kiếm. Tại có chuyện gì bạn nấu? Cái điêu ngầu nhục quá. Ngầu nhục. Ngân phải quá. Nấu. Chứ mày mày dẫu chứ hả? Lâu lâu hai mươi hai mươi hai mươi này cả nhà ơi, ăn tiệm sắm này cả nhà ơi, đó. Há cẩu xíu mại. Rồi đó, rất là ngon cả nhà ơi. Ăn chung với mình nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Cái này trong này không phải thịt, trong này chuối cái gì, chuối á, ngọt ngọt cái chuối á, nó cũng ở Việt Nam vậy á, chuối chiên, chuối chiên. Chuối chiên ngon cái gì ơi. Chiên rất là ngon. Này ngon này cả nhà. Biết cái này cái gì á mà chấm ớt. Ngon. Cái này ngon à. Có tôm. Tôm rất là ngon. Với
một chút rau á, ngon lắm nha. Nó giòn giòn á, nó chiên á, ngon, rất là ngon. Chúng ta rất là ngon. Rất gì? Chúng ta thay đứt mà. Mời cả nhà uống trà nha. Cái này kiến tàu nó kia bằng trà này kiến tàu nó kia bằng hén thiển đó cả nhà. Hén thiển nó rất là thơm, cái trà nó rất là thơm, nó không có đắng gì mấy mà nó nhẹ nhẹ á, nó ngon. Cái này là kiến tàu nó kia bằng xíu chút thiển nè cả nhà. Xíu chút hiển nè, trong này có thịt á, thịt heo, thấy không? Mời cả nhà nha, ngon lắm á cả nhà. Rất là ngon, ở đây tiệm sống ngon lắm cả nhà, ngon. Ăn cái giấm đỏ cái nhà, giấm Hồng Kông là giấm đỏ đó, ngon. Ăn một cái này là há cẩu này cả nhà, há cẩu này là tôm không à, há cẩu. Há cẩu ngon nha. MBC tiệm tắm này ở bên Mỹ là 4.4 ngôi sao nha cả nhà. Ăn rất là ngon, rất là vừa ăn. Ngon. Chào cả nhà. Ăn rất là đã. Cái này là chân gà nè cả nhà, chân gà nè, mình ít ăn chân gà lắm mà bữa nay thử. Mình ăn rau mấy tuần này rồi cả nhà, là bữa nay ăn thịt chút xíu máu cao á, mình phải ăn lo lâu thèm á cả nhà. Vừa ăn rất là ngon. Ngon. Ăn tiệm sắm là phải bỏ giấm cái nhà. Không thấy bị tiền thu à. Dạ lỗ tối đi nha. Tiệm sắm ở đây á là ở trên Google nó để 4.4 ngôi sao á, mà bữa nay mình ăn vô mấy món này á
là cũng như là một cái năm qua sau là mình cho bữa nay là mình cho cỡ nha 4 ngôi sao thôi, chưa tới 5 ngôi sao cả nhà, chưa tới 5 ngôi sao, 4 ngôi sao nó cũng ngon. Để nhiều người quá thấy không, nhiều khách quá cả nhà. Yeah. Wow. Cái đêm một mình mỗi lần mình đi ăn tiệm sắm á, mình phải order giấm rất là nhiều biết không? Mình thích ăn giấm lắm cả nhà. Giấm Hồng Kông. Ngon mình là nó là gừng quảng cả nhà. Ngon. Ở đây nó mắc một chút, kệ 4.4 ngôi sao mắc một chút. Xôi của Hồng Kông nè cả nhà ơi, xôi nè, xôi này rất là ngon nha cả nhà, xôi nè, xôi Hồng Kông, xôi Hồng Kông nó làm rất là ngon, ngon lắm cả nhà ơi. Nó béo, nó vừa ăn. Ở trong này là có lạp xưởng khá xíu. Rất là ngon. Béo lắm cái nhà. Béo lắm. Béo lắm cái nhà, rất là ngon, vừa ăn nha. Quá ngon. Cái xôi này á, xôi Hồng Kông này nó kêu bằng lọ mấy cái á cái nhà, lọ mấy cái. Nó rất là ngon. Lạp xưởng ngon lắm. Nó béo lắm cái nhà. Rất là tươi, rất là ngon. Cái xôi nó rất là vừa ăn. Nó béo. Cái thịt ba rọi nó có ở trong này cũng ra để thịt ba rọi luôn. Béo lắm, ngon lắm. Béo béo. Nó thơm ghê, lập tưởng á cả nhà, thơm lập tưởng á. Ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon. Ăn sập bánh luôn. Ngon. Nấu. Nấu. Banana, fried banana. Good. Fried banana. Chuối chiên này cả nhà, giống Việt Nam y chang nha. Rất là ngon. Chuối chiên ngọt ngọt. Ngon. Rất là thơm, nó giòn. Nó giòn giòn ngon ngọt. Ở trong này á, là chuối chiên nè. Chuối trên với đậu á nha. Với đậu đỏ. Rất là ngon. Chuối nó mix với đậu đỏ đó. Ngon lắm. Nhà hàng này MBC rất là nổi tiếng với nhà mấy chục năm rồi. Cách của nó là độc ác luôn á. Ở đây là người Tàu không à. Ngon. Cái thành phố đây là Marineford cái nhà. Nó kêu bằng NBC Seafood á. Quá ngon. Hả? Sẽ cái này đi đi. Cái này sẽ chúng mình sẽ ta xí tí đi ngoài. Không có ai ăn cái này hết mình ăn. Đậu tỏi chuối chiên. Rất là ngon. Quá ngon. Ăn ngọt ngọt đó, uống trà cũng ngon luôn đó nha. Trà này héo thì cũng ngon lắm đó nha. Mời cả nhà nha. Cái trà này nó rất là ngon, thơm lắm đó nha. Trà này là ngon nhất. Rất là thơm. Thơm lắm cả nhà. Tiếng Tàu nó kêu bằng là hén thỉn á. Cá liền, xịt xài đi. Đi, để chúng mình xịt xịt. Đánh vô. One more, one more. Eat them all. Anybody want this? Do you eat? Hả? Nhất ý. Nhất ý. Cái gì? Đi đi.
Ăn hết luôn. Một dĩa này 7 đồng mấy cái nha. Một dĩa có 4 miếng à, 7 đồng mấy á. Uống trà với ăn bánh bánh chuối đậu này ngon lắm nha ơi. Nó giòn giòn nó ngọt ngọt. Đây. Đang order thêm đồ ăn. Mời cả nhà nha. Cả nhà thích ăn tiệm sắm không cả nhà? Mới mới có cơ hội đi ăn chung nha cả nhà. Cả nhà ơi, các nhà làm ơn mình đi, đăng ký cho mình cái chữ subscribe với cái nhà, bấm cái chữ subscribe nha, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha, ủng hộ mình nha cái nhà, ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ, bấm cái chữ đỏ, đăng cái chữ đỏ nó kêu bằng subscribe á, cái chữ dài dài á, subscribe nha, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha, ủng hộ mình nha cả nhà, ủng hộ nha. Be careful. Wait a minute. Cả nhà ơi, cái này là bánh cuốn nè, bánh cuốn tôm nè cả nhà. Có xì dầu nè, đó. Ở đây là há cẩu. Há cẩu là rất là ngon nè cả nhà. Nó mới lấy ra nè, thấy không? Cái này là không phải xíu mại chứ. Rất là ngon nha. Đó. Đó. Hả? Cái này nồi há chén là bánh cuốn đó cả nhà. Há chén. Đó. Con của mình. Con gái nè, con gái nè. Mời cả nhà nha. Ở đây bánh cuốn tôm nó rất là ngon. Nó rất là béo. Cá cẩu ở đây nó rất là ngon nha cả nhà. Cái này là xíu mại chứ quên. Xíu mại nó nóng nóng là mới ra lò cả nhà. Rất là ngon. Nè cả nhà. Wow, nó nóng là rất là ngon nha. Thấy không? Wow. Đó. Mình chấm nhất định phải chấm ớt kia giấm, giấm đỏ.
ngon. Nó nóng. Rất là ngon. Tôm. Tôm nó ngon quý vị ơi. Rất là tươi. Quá tươi nha. Xíu mại này quá ngon. Nóng lắm. Nó mới ra lò á. Rồi cả nhà nha. Rồi. Cái này là bánh cuốn xì dầu với tôm á cả nhà. Cái kia bằng bánh ướt á. Bánh ướt xì dầu nó rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Cái nước tương nó rất là ngon. Cái nước tương nó không có mặn gì mấy. Mà nó rất là ngon. Cái tôm nó rất là tươi. Ngon quá nha. Ăn cái là no rồi, ăn cái này là cuối cùng thôi. Ngon, đẩy bụng rồi, ăn nhiều quá rồi. Mời cả nhà nha. Ngon. Dầu nó rất là ngon. Mời cả nhà. Mấy con mình nó không muốn lên à, nó muốn lên màn hình, nó muốn lên tivi. Nít cho cả nhà. Nít á. Quá ngọt. Đây cả nhà, bánh ướt nè, bánh ướt tôm rất là ngon. Thấy không? Ở đây xíu mại ngon lắm cả nhà ơi, xíu mại nè, ngon lắm á. Cả nhà ơi. Ăn chung nha, gần hết rồi đó nha cả nhà. Bể bụng rồi, no quá rồi. Cả nhà ủng hộ mình nha, bấm cái chữ dài dài á là nó kêu tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe thôi nha cả nhà, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Cả nhà đừng có bấm cái này, cả nhà bấm cái chữ subscribe á, kệ mình cần 1000 cái subscriber, bây giờ mới có 600 mấy à. Cả nhà ủng hộ mình nha, thương mình nha, đừng ghét mình nha cả nhà, nếu mình đừng có nói sai cái gì tha lỗi mình nha. Cả nhà ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha. Ở Việt Nam, với bên Đức, bên Canada, bên Mỹ, bên Úc, tất cả ở thế giới ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Mời cả nhà. Lâu lâu dẫn đứa con mình đi ăn tiệm sắm một lần cả nhà ơi, ăn hoài ngán lắm.
No more. Bảo, chi gì nè? Bảo là mẹ chỉ câu bảo là, nhớ. Thực sai đi đi á, bảo là. Ăn ăn cái này xong là phải ăn rau cả nhà ơi. Dạ thì quá rồi. Bây giờ phải trở lại rau á, ăn ăn chay á. Trời ơi chay với nha. Máu cao ăn ăn thịt nhiều quá mới được. Đi sạch sẽ á. Đi viền. Thì cái cành thủ hoàng hoa hỏi thái nha. Ăn một cái nữa. Cái này nó rất là béo, rất là ngon nha. Chấm tương ớt. Cái thịt heo á, nó rất là ngon. Ở Cali á, là tiệm sắm là ngon nhất á cả nhà. Ở Cali là tiệm sắm là ngon nhất á. Nửa bang khác không bằng Cali đâu. Mùi nó béo béo. Lo quá. Rồi, đúng rồi đi. Mấy con nó nấu ăn nó bỏ cho mình. Xong. Cho cái nhà xem ha. Nè cả nhà ơi, cái tiệm sắm này nó kêu bằng NBC nè cả nhà. Cái đường đó là 404 South Atlantic, Suite A, thành phố là Monterey Park, Cali, 91754. Số điện thoại là 626-282-2323. NBC Seafood á, cả nhà, nhà hàng á, ở Nam Cali nha, Nam Cali. Cả nhà lại đi ăn thử đi, ngon lắm. 4.4 nó có đầy đủ hết cả nhà, đầy đủ hết á, rất là ngon. Ở trong này á là cái menu của nó có đầy đủ hết cả nhà, muốn ăn cái gì có hết cái đó. Cái nhà hàng này cũng là lâu lắm rồi cả nhà, nổi tiếng lắm á đó. Ở đây nữa nè. À, cả nhà ơi, cái video là cũng dài rồi. Bây giờ mình tính tiền cả nhà ơi. Thì cả nhà ủng hộ mình nha, nhớ bấm cái chữ dài tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe với cả nhà. Nếu mà cái nhà không bấm cái chữ subscribe á, mình không có điểm cả nhà ơi. Đừng có bấm cái này, bấm cái chữ subscribe á nha. Nó ở dưới á, nó để chính giữa nó để subscribe á. Cái nhà ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe cả nhà, ủng hộ mình. Ok. Cảm ơn cái nhà xem cái video của Andy nha. Cảm ơn cái nhà. Chúc cái nhà mạnh khỏe,
vui vẻ, hạnh phúc, phát tài nha. Năm năm là phát tài gần cuối năm rồi. Tháng sau là tháng 1 là cuối 2024 rồi. Cảm ơn cả nhà xem cái video của Andy nha. Ủng hộ Andy bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem, với bạn bè của nhà xem nha. Bye bye cả nhà. Đó, ở trong cái phòng này cũng có người. Ở đây nó rất là lớn, nó rất là bự. Đó, một cái phòng khách này trời ơi rất là lớn nha cả nhà. Quá sáng người luôn. Đó. Ở đây quá sáng người luôn. Cả nhà ơi, mình bắt đầu đi rồi cả nhà. Hẹn video tiếp theo bữa sau nha cả nhà. Bữa sau nha. Mình ăn xong rồi mình phải trả tiền. Ăn là gần 200 đô. Đó, ăn chút xíu gần 200 đô nó ăn rất là mắc. Mà Nhật cái lâu lâu cũng phải ăn một lần. Thì cả nhà cảm ơn cả nhà coi cái video mình nha. Mình phải đi nha. Bây giờ mình chắc đi biển, chở mấy đứa con đi biển. Lâu quá rồi, hôm qua đi biển mà không có được vô. Thì bữa nay trở lại. Bữa nay là qua cái Noel rồi, hôm qua là Noel. Thì bữa nay mình chở con mình đi biển. Hẹn ở cả nhà ở biển nha. Cảm ơn nha. Cả nhà nhớ ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Cảm ơn, bye bye. Cảm ơn cả nhà. Hẹn video tiếp theo nha. Chào tạm biệt nha. Bye bye. I love you cả nhà. Cheers. I love you. Nè. Bye bye cả nhà.